Cuộc đời Đại sư Tinh Vân, Phật Quang nhiều lần xuất hiện khi người thuyết pháp. Một triết gia từng nói, nếu một người cười khi anh ta chết, trong khi những người khác đang khóc, thì đây chính là một sự viên mãn cả đời người. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức là buổi chiều của ngày rằm tháng Giêng âm lịch năm Quý Mão, vị cao tăng Tinh Vân đã viên tịch. Đây là vị tổ sáng lập Phật Quang Sơn ở Đài Loan và là người sáng lập Hiệp hội Phật Quang Quốc tế. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình dùng văn hóa để quảng bá Phật giáo và dùng đức hạnh để cảm hóa thế nhân. Khi Đại sư Tinh Vân qua đời, trên khuôn mặt ông vẫn nở một nụ cười thanh thản, nhưng các tín đồ và người dân ở cả hai bờ eo biển đều đang khóc thương ông. Hồng Tú Trụ và những người nổi tiếng khác thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan, cũng như Văn phòng Sự vụ Trung ương Đài Loan, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Có thể thấy rằng cuộc đời 96 năm của ông ấy đã viên mãn. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống lắng nghe đôi điều về cuộc đời huyền thoại của vị đại sư này. Vào tháng 8 năm 1927, Đại sư Tinh Vân sinh ra ở Giang Tô, tục danh là Lý Quốc Thâm, pháp hiệu là Ngô Triệt. Đại sư Tinh Vân có mối liên hệ sâu sắc với Phật giáo từ khi còn nhỏ. Theo lời những người lúc đó kể lại rằng, lần đầu tiên được mẹ ôm vào lòng, mặt của ông ấy một nửa đỏ bừng, một nửa trắng bệch, mãi đến hơn 2 tuổi mới bình thường trở lại. Chịu ảnh hưởng của bà ngoại tin vào đạo Phật, ông đã ăn chay trường từ 5 năm tuổi. Sau khi chiến tranh xâm lược Trung Quốc nổ ra năm 1937, cha ông ấy đang mưu sinh ở Nam Kinh. Sau vụ thảm sát ở Nam Kinh, sống chết không thể lường trước, hai mẹ con trên đường đi tìm kiếm. Đại sư Tinh Vân lúc này vẫn còn rất trẻ, đã nhìn thấy binh lính và xác chết khắp thành đô. Khi đi ngang qua núi Thê Hà, ông bỗng nhiên dừng lại nhìn trầm ngâm. Tình cờ lúc đó có một nhà sư ở núi Thê Hà, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Đại sư Tinh Vân có duyên với Phật giáo, liền hỏi ông ấy, cậu bé, con có muốn xuất gia không? Trong mắt ông bỗng lét lên rực rỡ, và Đại sư Tinh Vân đã ngay lập tức đồng ý lời đề nghị này, không hề suy nghĩ. Vào tháng 2 năm 1939, Đại sư Tinh Vân lúc này mới 12 tuổi, xuất gia tại chùa Thê Hà ở Nam Kinh. Ông ấy tôn sư Chí Khai làm thầy và thọ giới đầy đủ trước mặt tất cả các nhà sư. Sư phụ sợ ông còn nhỏ, không chịu nổi khảo nghiệm, không thể một lòng hướng Phật, nên xin sư thầy thắp hương làm cho vết sẹo lớn hơn một chút, mong đợi ông ấy sau này có được những thành tựu trong Phật giáo. Vị thầy dùng lực thổi mạnh, điều kỳ lạ đã xảy ra. Hộp sọ của Đại sư Tinh Vân đột nhiên lõm xuống. Mọi người có mặt lúc đó vô cùng bất ngờ. Sau đó Đại sư Tinh Vân gần như mất trí nhớ. Dù cố gắng thế nào cũng không thể lĩnh hội Phật Pháp và trở thành một cậu bé ngốc nghếch. Sư phụ nói với ông rằng thờ cúng Quán Thế Âm Bồ Tát có thể gia tăng trí tuệ và được ban phước. Thật không ngờ, 2 tháng sau, Đại sư Tinh Vân đột nhiên bước vào một cảnh giới chưa từng có. Khi ông đọc kinh Phật, cũng giống như quan sát bản đồ tinh vân trong vũ trụ bao la, cảm thấy tự do, không bị gò bó về thể xác lẫn tinh thần. Từ đó, lấy danh hiệu là Tinh Vân. Cảnh giới của Đại sư Tinh Vân rốt cuộc uyên thâm đến bao nhiêu? Người ta nói rằng Đại sư Tinh Vân đang thuyết pháp. Gần 1.000 đệ tử và cư sĩ có mặt đã nhìn thấy một ánh sáng vàng của Đức Phật xuất hiện xung quanh ông. Có thể nói rằng Đại sư Tinh Vân là một nhà sư lỗi lạc thực sự đến từ Trung Hoa Dân Quốc và đã đi từ Trung Quốc ra thế giới. Trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy đã hoàn toàn từ bỏ những thứ như sự sống và cái chết, giành lợi và những ham muốn mà thế giới không thể hiểu được. Thuở nhỏ nhà nghèo, cơm ba bữa không đủ ăn, trốn chạy lưu lạc trong chiến loạn, ông đã nếm trải súng đạn cả đời. Năm 1949, Đại sư Tinh Vân nhận lệnh của Đại sư Chí Dũng. Ông dẫn đầu một đội giải cứu nhà sư vượt biển đến Đài Loan để hoằng dương Phật Pháp. Nhưng ngay sau khi đến Đài Loan, Đại sư Tinh Vân và nhóm của ông đã bị quy kết là gián điệp, bị bắt bỏ tù. 2-3 ngày sau, dưới sự giải cứu của vợ tướng quân Tôn Lập Nhân, bà Trương Thanh Dương và những người khác, Đại sư Tinh Vân và nhóm của ông đã giành được tự do. Tuy nhiên, sự cố này đã không khiến ông nản chí quay về. Ông chọn ở lại Đài Loan để hoàn thành sự phó thác ban đầu, dựa vào ngòi bút để tiếp tục sứ mệnh của mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Đại sư Tinh Vân đã đóng góp các bài viết cho các tờ báo truyền thông khác nhau, lấy lời văn để tuyên dương Phật giáo.
Kết quả là ông đã vô tình mở ra một con đường hoằng dương Phật Pháp tại nơi này thông qua văn hóa. Điều này khiến Đại sư Tinh Vân cảm nhận rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục. Năm 1964, ông thành lập Học viện Phật giáo Thọ Sơn tại chùa Thọ Sơn Cao Hùng. 3 năm sau đó, ông dẫn các đệ tử đến thị trấn Đại Thụ, huyện Cao Hùng. Lúc này vẫn còn một vùng đất đồi núi cằn cỗi, cỏ dại mọc um tùm, giao thông đi lại bất tiện. Muốn xây học viện cần phải dựa vào chính sức người, rời đá chuyển đất, rời núi lấp mương. Nhưng ông không vì thế mà chán nản bỏ cuộc. Thầy trò Đại sư Tinh Vân sau 10 năm đã hoàn thành mọi thứ. Phật Quang Sơn được thành lập, nổi tiếng khắp thế giới, và giáo dục Phật giáo ở Đài Loan đã tiếp diễn kể từ đó. Trong vài thập kỷ qua, Đại sư Tinh Vân đã tổ chức và thành lập nhiều cơ sở giáo dục phúc lợi công cộng tại nhiều vùng khác nhau ở Đài Loan, bao gồm hơn 50 trường đại học, trường trung học cơ sở và trường mẫu giáo. Ngoài ra, ông còn thành lập nhật báo đầu tiên của Phật giáo, được gọi là Báo Phước Lành, trong đó có gần 20 triệu từ chuyên khảo về Phật giáo. Các tác phẩm này cũng đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, về sau được lưu hành bằng hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Tại tang lễ, cơ thể của ông được đặt trong một tòa tháp màu trắng hình trụ. Sau 7 ngày, thi hải của ông sẽ được mang đi hỏa táng và an táng vĩnh viễn tại vườn trường thọ của Phật Quang Sơn. Theo ghi chép của Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cơ thể cũng được hỏa táng trong một ngày. Sau này phát triển thành 7 ngày để tín đồ và những đệ tử Phật gia có thêm thời gian kính viếng. Trước khi qua đời, ông đã để lại cho nhân gian 3 điều vĩ đại về sự viên mãn của sinh tử có liên quan đến giàu và nghèo. Về vấn đề giàu nghèo, những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của con người hiện đại, mọi khoản chi tiêu đều giống như một ngọn roi sau lưng, thúc đẩy con người chạy theo đồng tiền. Người nghèo muốn giàu, người giàu muốn giàu hơn nữa. Vì vậy đã sản sinh ra các loại ham muốn. Đại sư Tinh Vân từng nói, ai là người giàu nhất thế giới? Trong kinh ca ngợi hành động của Đức Phật có nói rằng, nếu bạn giàu mà không hài lòng, bạn cũng cho là nghèo khổ. Nghèo mà bằng lòng thì là giàu nhất. Nghèo hay giàu là do mình có biết bằng lòng không, có tìm được cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng trong nghiệp chướng hiện tại hay không. Không ham xa hoa mà có đại trí ở đời, điều này quan trọng hơn tiền. Nên nghèo mà không nghèo, nghèo mà giàu. Bản thân Đại sư Tinh Vân đã làm được. Suốt đời ông kiên trì cẩn kiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, không có ngói trên mái nhà, không có khoảng trống trên mặt đất. Trí tuệ vĩ đại thực sự là lấy cái không làm cái có, và lấy cái không làm niềm vui. Dục vọng là nỗi khổ của cuộc sống, còn sinh lão bệnh tử là nỗi bất lực lớn nhất của đời người. Về sự sống và cái chết, ông từng nói, điều tôi không sợ nhất là cái chết. Cái chết không đáng sợ, bởi vì tinh thần con người không thể chết. Vòng đời không phải là sinh lão bệnh tử, mà là già, bệnh, chết và sinh. Câu trích dẫn này cũng là một bản tóm tắt về cuộc đời của chính ông. Không chỉ trong những năm đầu chiến tranh, ông đã trải qua những kiếp nạn. Ông đã đi lại lại nhiều lần trên bờ vực của cái chết. Trong những năm cuối đời, Đại sư Tinh Vân cũng bị bệnh tật. Đôi chân của ông đi lại khó khăn, kèm theo 3 căn bệnh mãn tính. Năm 2016, do bị tai biến mạch máu não, nên sức khỏe của ông liên tục sa sút, chỉ có thể dựa vào phương pháp chạy thận để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, ông tin rằng vũ trụ, tự nhiên và cuộc sống đều có hình tròn, không có điểm đầu và điểm cuối. Ngọn lửa cuộc sống của mỗi người đều là vô tận, và bây giờ ông ấy cuối cùng đã hoàn thành cuộc sống của mình một cách thành công. Với ông, viên mãn là có niềm tin vào cuộc sống, nhưng niềm tin này không thể trói buộc được lòng người, nếu không sẽ trở thành bệnh tật. Để được giải thoát cũng giống như học Phật, thực ra là học từ chính mình và hoàn thiện chính mình. Thiền gia có khả năng tự quan sát tuyệt đối và có thể nhìn thế giới khác với người bình thường. Cái gọi là tự tu, tự ngộ, tự lực cánh sinh, đây là ví dụ của một thiền sư. Đại sư Tinh Vân muốn nhắc nhở thế gian rằng tất cả chúng sinh trên thế giới đều có thể thành Phật. Học Phật không cần phải xuất gia. Những việc làm tốt và tinh thần của Đại sư Tinh Vân sẽ sống mãi như lời ông nói. Trong tâm nguyện cuối cùng của Đại sư, ông cũng nói rằng mong ước lớn nhất của ông là hòa bình xuyên eo biển, bởi cội nguồn của ông chính là cống hiến cho đất nước. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn,
đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.